Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi đây là nắp chụp Meyer, nắp chụp la răng của dòng xe, nắp chụp trên la răng và nắp chụp mâm, ốp trên mâm và ốp trên la răng của dòng xe Mitsubishi Outlander. Dòng xe được bán rất là nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về, bán rất chạy tại thị trường Việt Nam. Thì chất liệu này được làm bằng nhựa nhé, cái phần này là phần mạ và cái này nó sẽ ốp vào trong cái la răng. Đây là có cái sắt này để nó cựa, nó đẩy cho cái này nó căng ra. Các bạn ấn vào phát, ấn vào trong cái la răng, thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe thì vì chúng ta do va chạm dẫn đến bị rơi mất cái nắp chụp la răng này, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Vậy anh em cần thay thế thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi Việt, website phụ tùng Mitsubishi.vn. Các bạn nào muốn xem thêm cách phân biệt hàng xịn, hàng rẻ, hàng thay thế thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ các bạn một cách hoàn toàn miễn phí. Thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh.